Công an thị trấn Bún Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vừa bắt quả tang 9 người đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà của ông Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1974, ngụ cùng địa phương, ấp Tân Thành, thị trấn Bún Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ số tiền 10 triệu đồng, 8 điện thoại di động và 10 bộ bài. Các đối tượng sẽ bị xử phạt 15 triệu đồng một người vì hành vi tụ tập đông người đánh bài ăn thua bằng tiền, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 và bị xử phạt bổ sung về vi phạm hành chính 1 triệu 500 ngàn đồng một người. Tổng cộng số tiền phạt cho 9 người là 148 triệu 500 ngàn đồng.